Vâng, đứng sát ở vị trí thế này đi ạ. Vâng, cách đội trưởng chúng ta mà 10 mét cách... Thôi, không được đâu mọi người. Thôi, không được đâu mọi người. Vâng, xin mời. Vâng, tiếp tục ạ. 3, 7, 5 sao phải tát được cái đài này ra nữa. Vâng, xuống cái kia lấy nước kia đi. Vâng, tắm thật sạch và cái đài này cũng phải tan ra. Vâng, bắt tay đội nào mà làm đài to thì bây giờ hãy đội tay. Làm sao đội trưởng chúng ta phải hở được cả chân tay ra. Các đội trưởng có thể là ngọ nguậy. Vâng, các đội trưởng chúng ta có thể là ngọ nguậy. Không được dùng tay kỳ. Không được dùng tay kỳ. Chỉ được ngọ nguậy thôi. Vâng, xin mời các đội chúng ta không được dùng tay kỳ. Rồi thật mạnh. Vâng, rồi thật mạnh. Vâng, ngồi ngoài thoải mái. Ngồi ngoài thoải mái. Làm sao được sạch cả cát sân trên cả dưới. Vâng, rồi thật mạnh. Vâng, ngồi ngoài nhưng mà không được ra khỏi đài. Yêu cầu ngon phận của chúng ta. Ngồi ngoài không được ra khỏi đài. Không được kỳ. Không được kỳ. Vâng, yêu cầu là không được kỳ tay. Vâng, nhún khi nào cũng được. Cố gắng lên ạ. Vâng, cố gắng lên. Vành đai của chúng ta sắp hết rồi. Ông còn nào sẽ được tắm sạch nhất trong ngày hôm nay? Cố gắng lên ạ. À. Vẫn phải tắm đào nhưng mà vẫn phải đến tắm được. Vành đai chúng ta sắp hết rồi. Nếu không cái đội chúng ta rồi tắm mạnh trong phần của chúng ta. Rồi tắm mạnh vào. Vâng. Tí nữa là ban tổ chức sẽ kiểm tra cả mạnh đây nên là các đội chúng ta rồi cho cả dân. Vâng.